quán nhá. Anh vào ra ăn làm việc. Minh Hương à? À, đi xe rồi. Đi xe rồi, trời ơi. Chuyện vui nhỉ? Đi các bạn ngồi đi. Chị tắm gái xong rồi chị lấy đồ ăn xong. Nhớ chờ nhé. Bắt được ốc rồi. Bắt được ốc rồi à? Bỏ vào đây. Bỏ vào. Bỏ con ốc của Vi vào đây. Giỏi quá trời ơi. Đó để đó để đó để. Đi vào tắm. Ở nhà tắm người bận quá. Ở đây bỏ lượng này. Giờ nhận nước này thôi thì bơi nhé. Giờ nước cạn nước không ít quá. Chờ xíu cho nước vào đây thôi. Đó, nằm đây, nằm đây. Nước này rồi đấy.
À, bị tắt nước rồi. Thế là thế xuống, xuống bay tiếp đi, xuống bay tiếp đi. Úi trời ơi. Bánh nước. Đấy. Trời ơi, nghỉ thế. Ướt hết chị rồi mình. Bơi nó để tắm. Để tắm nhé, lên đấy tắm nhé. Nào, ngồi ra đây thì tắm nhé. Thank you.
Chà, mình làm giống, mình làm giống. Làm đấy, chờ chị. Ừ, biết rồi. Làm đấy. Lấy quần áo quá. Ê, đây, đây, đây. Tao tròn. Xong nghỉ ngơi xíu rồi mình nấu ăn nhé. Mình nấu cái ốc kia. Ở đây, ngồi dậy, ngồi dậy. À, ngồi dậy bạn ăn nhé. Ok, đẹp trai rồi. À, đứng dậy. Đó, đẹp trai rồi. Và đi ra, chị cho đi ăn nhé. Đi ra, đi ra. Thank you.
Mình cứ đi đây. Làm gì đây? Chờ xíu phải cắt. Cắt nhỏ. Cắt nhỏ. Từ từ. Cắt ra chị mới ăn. Chị đi mới ăn được. Này. Em. Cả đi nha. Đi giúp chị vào đâu. Ở cụ chị bao nhiêu việc đấy. Ăn cố lên. Rồi. Ăn cố lên. Gắn đi, từ cho chị gắn đi. Chị để nước cho mi nha. Đây. Đúng rồi. Vậy nhé. Cảm ơn thân thân. Đỡ các bạn dưới nào. Đi. Không thích không hút thì cho đi. Ừ, cầm đây. Không hút hết rồi. Xả nước. Rửa hết. Nó chưa? Không muốn rửa gì cắt nhé. Cắt cũng đúng à? Chị cắt nha. Không muốn hết thì thôi. Không sao cả. Quá sợ. Mình ra miệng nào. Đừng giả đi. Rồi đi nghỉ ngơi đi. Chị dọn chỗ này cho. Xong mình nấu ăn xong. Đi nghỉ ngơi đi. Con nằm đấy luôn à? Con thích nằm đấy nhé, nằm đấy nghỉ nha. Nằm xuống đi. Nằm xuống. Đi nghỉ ngơi nha. Thì dọn dẹp ra, nằm đấy ngủ đi.